Nhóm phụ nữ siêu giàu này, bạn không thể tưởng tượng được hạnh phúc của họ. Mở cửa hàng ngày đến nửa đêm, sau đó đi ra lên chiếc xe hạng sang, đua xe, đến tận cửa hàng mua sắm đã đóng cửa, chỉ cần đút lót bảo vệ ít tiền, đèn sáng sẽ được bật riêng cho họ. Họ thực ra chính là bốn con ma cà rồng: Emma nóng tính và độc đoán, Emily trí tuệ và lịch lãm, rất thích đọc sách khi giết người, Jennifer tính tình cổ quái, và May lúc này vẫn là một tên trộm nhỏ. Cô đã nhắm vào người đàn ông trước mặt, chuẩn bị cướp tiền của anh ấy, nhưng vừa ra tay đã bị cảnh sát bao vây, xét đuổi theo cô ấy. May chạy đến cây cầu lớn, thay chiếc váy và chuẩn bị vượt biển, nhưng vẫn bị xét phát hiện. Thời khắc quan trọng, May đã anh một cú và thành công chạy thoát, nhưng xét kể từ đó lại động lòng với cô gái này. May lỡ tay, chán nản đến một vũ trường. Đây là địa bàn của ba chị em ma cà rồng. Emma thông qua giám sát nhìn thấy đôi mắt của May giống y hệt với người yêu năm đó của cô, nhưng thật đáng tiếc người yêu cô đã chết dưới ánh nắng mặt trời. Emma không muốn từ bỏ cơ hội trước mắt, nhân cơ hội May không chú ý, cho May cái ôm đầu tiên. May sợ hãi trước hành động kỳ lạ này, về đến nhà cô bắt đầu run rẩy đổ mồ hôi. Ngày hôm sau, May bị ánh mặt trời làm thức tỉnh. Ánh mặt trời khiến cô ấy đau không chịu được, xem con quái vật trên TV chia sẻ con mồi. May không ngừng chảy nước miếng. Cô lao đến bên tủ lạnh, lấy bánh mì ra cắn một miếng to. Đột nhiên vừa cắn đã nôn ra. Bánh mì thơm ngon trước giờ lại có mùi ghê tởm. Cô lại lấy gan động vật đẫm máu ra, không ngờ khi ăn vào lại có hương vị rất thơm. May đến trước gương, phát hiện ở trong gương đã không thấy hình ảnh của mình. Cô vô cùng hoảng sợ, lại một lần nữa đến vũ trường tối hôm qua, muốn điều tra ra sự thật. Ba chị em sớm đã đợi rất lâu. Emma mang đến một ly máu đá, nhưng May không thể chấp nhận được mình là một quái vật hút máu. Cô vừa khóc vừa chạy sang một bên. Vì vậy các chị em chuẩn bị kích hoạt con ma cà rồng mới này và đưa cô ấy đến một nhà chứa. Lúc này một nam khách hàng có sở thích khác thường bước vào, nhìn thấy May trực tiếp đánh cô ấy. Vết thương của người đàn biến thái đang chảy máu nhỏ giọt trên mặt May. Sự kích thích của máu làm cho May lập tức trở nên bạo lực, trực tiếp giết người đàn ông biến thái đó. Nhưng sau khi chạy ra ngoài lại bị ông chủ chặn lại, trực tiếp bắn thẳng vào ngực cô. Ba chị em thấy kích hoạt thành công, trực tiếp phá xác và cứu lấy May. May tỉnh lại, nhìn thấy ly máu ở đầu giường, cô cuối cùng không kiềm chế được, vì khát máu nên đã uống cạn nó. Như vậy đã thoải mái hơn nhiều. May chuẩn bị tắm cho dễ chịu. Chuyện thần kỳ đã xảy ra. Vết thương được chữa lành, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tất cả các sắc tố trong cơ thể đều biến mất. May đã thay đổi bất ngờ, biến thành một cô gái đẹp thực sự. Cô mặc quần áo lên người, kinh ngạc với sự chờ đợi của ba chị em. Sau đó May thực sự sống một cuộc đời đầy vàng bản. Vào ban đêm, bọn họ mỗi người một siêu xe, đua xe đến trung tâm mua sắm đã đóng cửa. Chỉ cần một ít tiền, bóng đèn cũng vì họ mà sáng lên. Trên tay mỗi người đầy ắp những chiếm lợi phẩm, nhưng hỏi ai đến trả tiền, đương nhiên sẽ là người mua ít nhất. Sau đó là tất cả các loại cơ thể nổ. Jennifer đang biểu diễn tự sát, cô bắn súng vào não mình, đã dọa mọi người xung quanh. Nhưng ma cà rồng làm sao có thể chết? Bốn chị em đang tận hưởng niềm vui của máu tươi, đã có ma cà rồng sống mãi không chết. Điều họ phải làm chính là mỗi ngày không ngừng say rượu mơ chết mỗi ngày. Sáng sớm quay lại khách sạn, Jennifer đột nhiên thể hiện cái nhìn ghê gớm với người phục vụ có ấn tượng tốt. Nhưng trong thang máy, Jennifer đột nhiên với vẻ mặt cô đơn nói với May, ma cà rồng và tình yêu của loài người nhất định sẽ làm hại loài người. Sáng sớm ngày hôm sau, họ bắt đầu phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, nhìn lên cơ thể bị khói tỏa ra của mặt trời mọc. Trước khi mọi người không chịu đựng được nữa, nhanh chóng trốn vào trong phòng. Nhưng Emily lúc này đối với vết thương như vậy đã đứng bất động. Đối mặt với lời kêu gọi khẩn cấp của Emma, cô mới miễn cưỡng đi vào trong, luôn cảm thấy rằng ánh mắt cô ấy chứa đầy những nỗi buồn. Lần đầu tiên có một loại đang vui mừng lúc May có trải nghiệm mới. Emma cuối cùng cũng phát tín hiệu với cô ấy, nhưng đã bị May đẩy ra. Cô tức giận đã cào vào tường khi rời đi. May chuẩn bị về nhà, cầm mấy bộ quần áo để thay đổi, nhưng thấy Seth đang đợi ở đó. Hai ngày này Seth luôn luôn nghĩ về May, lại sợ không được gặp May. Lần này anh đã trực tiếp tỏ tình, May cũng có cảm tình với anh ấy, đã đồng ý lời hẹn hò của anh. Nhưng đúng lúc hai người đang ân ái, May đã nhìn thấy cái bóng dưới đất. Hóa ra Emma ở bên trên đã nhắm vào hai người. May sợ làm Seth bị tổn thương, vội vàng tìm cớ rời đi. Buổi tối như thường lệ là một bữa tiệc vui vẻ, May không có tâm trạng tham gia liền quay đầu bỏ đi. Lúc này Emma cũng đi theo cô. May vừa biến thành ma cà rồng, không quen với nhịp sống này. Cô nói với các chị em, có chút nhớ ánh nắng mặt trời. Vì vậy họ liền đến bên bờ biển nhân tạo, đột nhiên bị bảo vệ phát hiện và ra lệnh rời đi. Hóa ra đây là bờ biển trong căn phòng do con người tạo thành. Jennifer ngọt ngào mời bảo vệ đến chơi cùng. Bảo vệ rất vui, cởi quần áo và nhảy xuống nước. Tên gầy cùng Emma nói chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên nhìn thấy thi thể của đồng nghiệp trôi nổi trên mặt nước, dọa anh nhanh chóng bơi lên bờ.
Emily trên bờ, xé một tờ giấy từ quyển sách. Như vậy nhìn tên gầy, cô đi đến bên bờ. Sau đó nhẹ nhàng, tên gầy ngay tại chỗ đồng nghiệp, cùng anh ấy lên thiên đàng. Duy nhất có may không mất đi tình người. Nhìn thấy các chị em không ngừng làm hại tên gầy, cô đã sụp đổ. Cô lúc này mới nhận thức được, mấy người chị em thường dễ mến vốn chính là hút máu người để sống. Cô ấy chạy nhanh, khóc lớn trong tuyệt vọng. Ngày hôm sau, sau khi Jennifer thức dậy đã ngỡ ngàng, vì cô lại một lần nữa giết người yêu trong lúc cuồng nhiệt nhất. Lúc này cô ấy rất căm hận thân phận ma cà rồng của mình. Đột nhiên cô bị Emma bịt miệng lại. Hóa ra ở dưới tầng đã bị cảnh sát bao vây, bọn họ giết người bừa bãi, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của cảnh sát. Thời khắc quan trọng, Emily đã quyết định ở lại. Ba người còn lại đến bãi đậu xe, chuẩn bị lái xe chạy trốn. Sau khi cảnh sát đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Emily thanh lịch đang ngồi trên ghế sofa, thậm chí còn chào hỏi một cách dễ thương. Sau đó chính là tiếng la hét vang lên. Seth đã đến, phát hiện trong căn phòng như một mớ hỗn độn. Lúc này Emily từ từ quay đầu, đột nhiên giơ hai khẩu súng lên. Kết quả bị Seth trực tiếp bắn rơi ra ngoài cửa sổ. Cô ấy đã chịu đựng nỗi đau rát bỏng, leo lên xe Emma, nhưng Jennifer không may mắn như vậy. Xe của cô ấy đã bị chặn lại, chỉ dành xuống xe đi tìm đồng đội. Nhưng các chị em được giải cứu đã bị súng kéo lê, chỉ có thể đứng nhìn. Jennifer đã bị mặt trời thiêu chết. Ba người đến một ngôi nhà an toàn đã chuẩn bị trước, đóng gói tiền bạc chuẩn bị thoát khỏi thành phố. Nhưng Emily muốn nhìn con gái của mình lần cuối, nhìn bà già hấp hối trên giường bệnh. Emily đã rơi nước mắt, ậm ừ lời ru xưa. Đột nhiên bà già tỉnh lại, gọi một tiếng mẹ hài lòng, sau đó đã lìa cõi đời. Lúc này sắp qua bình minh, mấy người lại trốn bình minh trước khi khởi hành. Nhưng Emily đột nhiên đóng cửa thiên hà, sau đó nghe giai điệu tuổi thơ đó, đối mặt với mặt trời mọc, chịu đựng nỗi đau nhưng cô vẫn nở một nụ cười. Cô ấy bị tan biến như vậy, may nhìn thấy mọi thứ không nói lên lời. Bất tử luôn thịnh vượng phú quý, thực sự hạnh phúc sao? Sau đó May đã lẻn chạy đến tìm Seth, vì cô ấy không muốn chết trong cô độc như vậy. Cô nói với Seth sự thật, để chứng minh bản thân. Cô đã bắn súng vào mình. Seth không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy cảnh này. Anh không biết lại có một năng lực lợi hại như vậy. Cô gái này tại sao không bị thương? Anh chỉ để May ôm anh và khóc. Tuy nhiên cấp trên của Seth sớm đã phát hiện Seth và người đáng ngờ này. Không rõ ràng, trực tiếp giam hai người vào trong ngục. Lúc này Emma đến với đầy sát khí, nói với May chỉ có sống với cô ấy mới có thể vĩnh cửu. Tình yêu của loài người chỉ là thoáng qua. Thấy May không đồng ý, Emma bắt lấy Seth, chuẩn bị dạy cho May một bài học. Sau khi May ra ngoài đã tìm đến Emma. Emma yêu cầu cô, nói với cô ấy tôi yêu bạn. Nhưng bất luận May có nói như thế nào, Emma đều cảm nhận được đó không phải là tình yêu. Cô ấy không vui, trực tiếp làm hại Seth. May đã trở nên tức giận, trực tiếp lao đến, cùng mở ra trận chiến cuối cùng với Emma. Cuối cùng cô đã đánh bại Emma. Emma cứ như vậy biến mất trong không gian, nhưng trên mặt của cô vẫn không chút đau khổ. Ngược lại đó là niềm vui của sự giải phóng. Cuối cùng May đến bên cạnh Seth. Cô muốn Seth cũng biến thành ma cà rồng cùng mình. Nhưng không ngờ các chị em đều có cái kết bị thảm. Cô đã bỏ cuộc, có quá nhiều nỗi đau đằng sau sự bất tử. Kết quả cho bạn trẻ mãi không già, để bạn hưởng vinh hoa phú quý, nhưng không bao giờ cho bạn một người cùng đồng hành. Bạn có nguyện lòng không? Hẹn gặp các bạn lần sau.